Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, trước thực trạng tranh chấp ngư trường trên vùng biển Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có văn bản gửi nhiều bộ ngành liên quan để đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo về việc tranh chấp ngư trường trên vùng biển Cà Mau. Báo cáo cho thấy thời gian gần đây, tình trạng tranh chấp ngư trường trên vùng biển Cà Mau có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, có 8 vụ đang điều tra và xử lý, nhiều vụ các đối tượng tấn công bằng chai thủy tinh, có chất gây cháy làm bị thương ngư dân và gây chìm tàu. Đầu vụ nó xảy ra vụ việc là ngày 14 tháng 11 năm 2023. Đầu đầu có cái nhóm đối tượng nó lạ mặt. Nó vô, nó tổ chức vô cô đem cua mồi với ghe vô á. Đầu nó chặn mũi ghe mình. Đầu đầu nó cướp ngư trường. Nó không cho mình hoạt động, giờ tài sản mình nằm ở dưới đó là biết bao nhiêu ốc ở dưới đó là không, nó không cho mình kéo luôn. Kiểu như dạng như nó đánh chồng lên. Nó đánh chồng nó ốc mình luôn á. Rồi đầu nó có cua mồi chặn ngang mũi, nó không cho mình kéo. Đó là chung bờ này có nhóm mỗi đem 10 chiếc cua mồi là vỏ nhỏ nhỏ đó, 10 chiếc. Là mỗi chiếc là 5-6 người giang hồ. Nó ra nó hâm vỏ nó hù mình. Rồi đầu nó bắt đầu mình thì tài sản mình có bao nhiêu đó bắt buộc mình phải giữ mình bảo vệ tài sản mình mà. Thì đầu nó cho lực lượng của nó ra là nó dội chai bia nè, bom xăng nè, ốc nè, rồi đá nè, dùng nặng thun nè, rồi nỏ, rồi súng tự chế. Đủ hết trơn thành phần đó nó bắn mình. Nó bắn cái là hâm vỏ tài công nó đòi mà giết tài công với bạn. Thì trước cái đêm bị cháy 2 đêm á là nó ra nó có chọi rồi. Nó chọi anh em đây người ta dập chắc tắt được. Nó không có đến nỗi nó gây thiệt hại rồi đầu qua 2 đêm sau. 2 đêm sau thì là mình mới neo ngủ. Neo ngủ là khoảng 0 giờ 15 phút thì nghe tiếng vỗ mấy xe. Cái xe có nhóm đó nó em nghe vỗ cái xe mới lắp mấy lòm còn ngồi chị thì mình đang ngủ mà lòm còn ngồi chị thì vừa lòm còn ngồi chị quan sát bên cái cửa mà tài công đó có cửa là trên đó trên cái cửa đó có cái kiếp ở đầu đó chọi nó mồi bơm xăng nó chọi trực tiếp vô cái cửa luôn chọi vô phòng tài công luôn đó chọi phòng vô phòng tài công rồi có cháy quá trời cháy ở đây phải lấy cái mền chùm mà kiểu như cháy dữ dằn lắm vừa không tắt được. Đổi đầu xong nó chọi trên tàu, nó chọi cắt dây điện trên tàu luôn. Đó, rồi nó cháy dữ dội cho mới phóng qua chiếc ghe 77 này nè. Là mà đặng thoát. Vừa phóng qua ghe 77 cháy lao qua ghe 77 luôn. Đó, phóng qua ghe 77 bắt đầu chặt dây thoát ra. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nay phát sinh thỏa thuận giữa các nhóm tàu cầu với tàu ốc bảy mực dần dẫn đến dấu hiệu chiếm ngư trường trái phép để trục lợi. Nhóm tàu ốc bảy mực chiếm dụng ngư trường sau đó thu tiền rồi cho nhóm tàu cầu vào khai thác. Bên cạnh đó còn xuất hiện các nhóm xã hội đen sẵn sàng dùng vũ lực, hung khí trên biển để tranh giành ngư trường. Từ những thực tế trên cho thấy, tình hình an ninh trật tự trên vùng biển Cà Mau đang diễn biến rất phức tạp, có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới. Bây giờ là bạn bè tài công luôn, bây giờ là không có ai dám đi ghe cho nên đi ra ngoài. Thứ nhất là sợ ảnh hưởng tới tính mạng. Thứ nhất là bà con rước gia đình người ta đi cho mình như vậy là người ta sợ ảnh hưởng cái tính mạng của người ta. Người ta không dám đi nữa. Còn ghe neo đậu này thì anh cũng biết rồi đó, cái ghe bây giờ tôi còn tài sản ốc mãi chưa kéo lên được đó, tại vì nó đâu có cho kéo lên đâu. Nếu kéo lên thì nó cản, đâu cho kéo lên đâu. Giờ ghe đậu ở đây thì thiệt thòi là tài sản giờ là mất trắng đó. Ghe đậu ở đây thì giờ là chi phí rồi các thứ thì kia nọ là mất trắng đó. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra các phương tiện ra vào và hoạt động trên biển để ngăn chặn các hành vi vi phạm. Tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc phòng xem xét hướng dẫn rõ hơn về nghề đặc thù của từng địa phương, tăng cường các lực lượng chức năng trên biển để tuần tra, kiểm soát và ngăn chặn các trường hợp vi phạm.